Năm nay có trồng môn không? Ủa, môn là chết rồi. Thấy năm nay môn lên đẹp quá, tốt quá trời. Cái vô Covid thì bởi vậy vô Covid là... Năm nay có trồng môn không? Ủa, môn là chết rồi. Thấy năm nay môn lên đẹp quá, tốt quá trời. Cái vô Covid thì bởi vậy vô Covid là chết luôn. Ai khơi đông xăm nó đâu lỏ rồi sợ bộ tật á. Ủa khơi sẽ môi môi xa rồi xa sẽ đi ăn môi má Covid nó ngọt bạc cạch lấy miên miên môi châu tây nhỉ. À. Môn giờ cũng chưa có máu vô mua nữa nè. Môn năm nay tốt quá trời mà dính vô bệnh Covid cái là hết mua hết bán vậy đó. Ủa nắng châu tin ban mặc lâu mà anh mà khoai môn mận ký có 2-3 ngàn à. còn rẻ hơn khoai mì nữa hả? Khoai mì sủa đam chiến. Khoai môn này công sức dữ lắm, phân bón rồi cỏ nhổ cỏ nhổ gì tùm lum la hết. Chơi ngày nay nơi chu nơi ban chung ban đã nữa bạn nấu nấu rồi bạn nấu làm ngay cho bạn không hỏi ảnh còn lễ chung bệnh không có nói còn mấy ngày nữa mới hết. Cảnh thấy đẹp quá. Bởi vì nông dân á, hồi năm ngoái á, làm môn á, thì môn nó xấu, nó không có nước, rồi cây môn nó xấu, họ bán cũng được 7-8 ngàn. Còn năm nay á, thì môn tốt, tại có mưa nó cũng nhiều, thành thử ra cây môn nó tốt. À, đang môn tốt cái tới gần tới lúc nhậu cái xảy ra cái vụ bệnh Covid. À, xảy ra vụ bệnh Covid cái bây giờ không có lái vô mua. Mà nếu có lái vô mua nó mua có 2-3 ngàn ký à. Mà môn á có lúc mà được giá đó, cao á là tới 10 mấy ngàn. Nhưng mà năm ngoái thì bán được có 7 ngàn à. À, năm nay thì còn tệ lậu hơn nữa, mà bán được có 3 ngàn hiện giờ. Tại vì vụ Covid là không có đi tới đi lui được, rồi thành thử ra mối lái nó không có mua đi bán được. Còn lúa thì cũng rớt giá mà cũng lời được chút đỉnh thôi. Lúa hình như 4 ngàn mấy, 5 ngàn gì đó. Chứ mấy năm trước là tới 6 ngàn rồi. Chết nông dân nữa. Này cũng đi ra coi ruộng. Thì phải mấy ổng làm đường ấy, mấy ổng mới làm ống vô. Tại làm nhà riết rồi không chừa đường nước cho người ta. Xưa là lúc đất phèn á, đất quan á, rồi mình khai phá mà mấy chục công rồi có mấy ông nội lúc mà làm sổ đỏ không biết ông nào ở đâu vô ông nói ông có sổ đỏ đất của ông á. Hồi thời năm cam á.
sáng sớm mấy nông dân là người ta ra ruộng, người ta đi coi ruộng. Lại mưa nhiều khi mặt lâu hả? Có không? Anh miến đây. Trời mới vô vô ngoa bát á. Ban mã này. Trời ơi, năm nữa mình nữa. Năm nữa mình nữa ọt phê như là na là chắp. Xịt phong, xui phong. Nó đặt lợp nữa, nó đi đặt lợp không được con nào hết hả? Trời ơi trời, cũng cả ngày trời mà. Nó không được con nào hết nè. Ăn ếch riết tiệt chủng rồi, năm nay là tiệt chủng rồi. Đó luôn đâu phải chứ. Ừ. Hai người ta chơi. Đó. Đi đặt lộc ếch á. Mà không có con nào hết nè. Cũng bên sông này đẹp ghê. Nắng này quay hình đẹp. Anh hứa yêu em nhiều, nay quên mất đành sao. Nhìn dòng sông buông trôi, thương sao đám lúc bình, theo con nước vô tình, mang thuyền anh trôi mãi về đâu. Còn mây mù bên đó, bên đó cũng mây mù cùng. Nó còn ở đây có vài cò. Đó có vậy cỏ là nông dân ra coi ruộng. Cái cảnh chỗ này đẹp. Nắng nó đẹp như với cái khung hình đó, nó đẹp mà. Thấy hai ông đứng nhìn coi ruộng á. Bay cái mùi phở đi ngang đó, bay cái mùi phở thấy thèm rồi. Nhưng mà ở nhà thì có làm đồ ăn rồi, thành thử ra thôi vậy ăn cơm nhà. Từ khi mà giãn cách xã hội á, là đâu có ăn ở ngoài quán được đâu. Quán người ta đóng cửa rồi, người ta không có cho mua bán thì đâu có ăn được. Bữa nay là thấy mở lại nhiều quán mở lại rồi nè. Chắc cũng cỡ khoảng 50% mà.
Nhưng cũng còn nhiều tiệm, nhiều quán còn đóng cửa. Là bây giờ không còn là dịch Covid 100% nữa, mà bây giờ phải sống chung với dịch rồi. Bây giờ không có chống dịch được nữa mà phải sống chung với dịch. Không biết có cơm chưa, để ghé qua lấy cơm. Có à, hình như có cơm. Xe không đồng. Ở đây là đồ này là đồ cứu trợ Covid nè. Cái này gạo. Còn ở trong kia là mấy cái này là rau củ quả. Đó. Ở đây là mấy chị em người ta đang làm nè. Mấy chị em người ta đang chia ra. Ta đang phân chia ra đó để người ta phát cho mấy cái hộ bị cách ly. Bữa nay đông quá ta. Trong đó dài vô trong đó. Này là anh em ta làm từ thiện. Ta làm từ thiện cái này ta rau củ quả nè, ta chia ra từng gói này để người ta đi cho mấy cái khu cách ly. Cái này mình chở đi đâu con? Cái này mình chở đi đâu? Phú Tân hả? Ở bên đó còn cách ly hết ta?